Kính chào đại chúng, kính chúc đại chúng luôn thật nhiều an lành, vững chãi và thảnh thơi. Chào các bạn trẻ, hôm nay chúng ta lại tiếp tục nhìn sâu vào trong vết thương, trong chứng bệnh tâm lý của mình, để tìm ra đâu là nguyên nhân chính yếu đã đưa tới tình trạng này. Tại vì khi chúng ta biết được nguyên nhân gốc rễ, thì chúng ta mới có thể chữa lành hoàn toàn vết thương, mới có thể chữa hết bệnh này. Các nhà khoa học cũng đã giúp cho chúng ta biết được một số nguyên nhân đưa tới bệnh trầm cảm, như là yếu tố di truyền, môi trường lớn lên, tuổi thơ đã trải qua những biến cố dữ dội, những thất bại đầu đời, những tai nạn gần đây. Nhưng theo tôi, tất cả những nguyên do kể trên chỉ là nguyên do phụ. Còn nguyên do chính là nằm ở cách sống, lối sống, thái độ sống của mỗi người. Tại vì cho dù chúng ta có những tạm gọi là bệnh nền bất lợi như vậy, nhưng mà nếu chúng ta có một cái nếp sống lành mạnh, chúng ta có ý thức cải thiện bản thân, chúng ta có luyện tập để phát triển giá trị chiều sâu trong tâm hồn của mình, thì những bệnh nền kia nó không làm gì được chúng ta cả. Nó không thể khiến cho chúng ta bị tổn thương hay là sinh ra những hội chứng tâm lý. Nói một cách khác, một người bị trầm cảm hay là mắc kẹt vào một số hội chứng tâm lý là do trước đó tâm họ đã thật sự bất ổn. Đời sống của họ trong một thời gian dài là không có ổn định, là không có chắc chắn, là không có vững vàng, là không có nhiều bình an và hạnh phúc. Chúng ta phải thừa nhận rằng khi kinh tế phát triển thì con người tập trung sống ở bên ngoài nhiều hơn, tìm kiếm nắm bắt rất nhiều điều kiện thuận lợi. Theo đó thì chúng ta không giữ được nhịp sinh hoạt ổn định, rồi ăn uống ngủ nghỉ thất thường, rồi không có đủ thời gian để gắn kết sâu với các thành phần trong gia đình và xã hội, rồi cũng không có đủ năng lượng để chăm sóc bản thân. Và đỉnh điểm là khi nền công nghệ phát triển, chúng ta đã dành quá nhiều thời gian cho máy móc, cho máy tính, cho điện thoại. Chúng ta càng mất đi cái cơ hội để gắn kết với thế giới thực tại, với sự sống, với con người và với cả chính mình. Chúng ta chẳng buồn quan tâm gì với tất cả những gì xảy ra trên cơ thể, trên cảm giác, trên cảm xúc, trên tâm hồn của mình. Chúng ta chỉ bận rộn với những tin nhắn, với những thứ hấp dẫn ở trên mạng. Khi đời sống con người trở nên nghèo nàn cằn cỗi như vậy, thì chắc chắn đó là một cái mảnh đất bầu mỡ cho những bệnh tình của tâm lý ra đời. Thì đây là nguyên nhân chính yếu: thái độ sống sai lầm, thiếu dưỡng chất, thiếu lành mạnh, thiếu phẩm chất cơ bản của một sinh vật linh thiêng màu nhiệm, đó là con người. Vậy thì chúng ta đồng ý với nhau rằng nguyên nhân chính đưa tới những tổn thương tâm lý, chứng bệnh trầm cảm là từ phía chúng ta. Rõ hơn một chút nữa là trong tâm hồn của chúng ta, trong tâm của chúng ta. Và chúng ta cũng đã từng đồng ý với nhau rằng mọi khổ đau đều từ tâm mà sinh ra. Cho nên liệu pháp để chữa trị khổ đau nó cũng từ trong tâm thôi. Mỗi sinh vật có mặt trong cuộc đời này đều có một bản năng rất đặc biệt
đó là khả năng tự chữa lành mọi vết thương. Nghĩa là sâu thẳm trong tâm hồn của chúng ta, nó có chứa những cái loại thuốc để có thể chữa lành mọi vết thương. Nói dễ hiểu hơn một chút, đó là do cái sự vận hành sai lệch của cấu trúc tâm lý mà nó đã sản sinh ra một số hiện tượng, một số năng lượng tiêu cực, một số hệ quả đáng tiếc mà chúng ta gọi là con quái thú trầm cảm hay là những nỗi khổ niềm đau. Thì bây giờ chúng ta phải tìm cách để điều chỉnh cấu trúc này lại. Và đó là điều chúng ta có thể làm được. Bên ngành trị liệu tâm lý có đưa ra phương pháp gọi là MAD, MAD. M có nghĩa là management, là sự quản lý. Tức là khi chúng ta ý thức mình bị trầm cảm thì chúng ta phải tìm cách quản lý những cái điều kiện để giúp cho chúng ta cân bằng cuộc sống trở lại. Nghĩa là chúng ta sẽ tìm cách giảm bớt những cái áp lực nào đó đã khiến cho chúng ta cạn mòn năng lượng mà không thể tự chủ cuộc sống được. Có một cụm từ nổi tiếng đó là less stress, less depressed. Nếu chúng ta giảm stress, tức là những áp lực, thứ gì mà làm cho chúng ta cảm thấy mệt đầu, căng thẳng, mất hết năng lượng, thì chúng ta sẽ chữa lành được chứng trầm cảm, làm cho chứng trầm cảm không có cơ hội phát triển. Nói một cách khác, nếu chúng ta vẫn tiếp tục để cho những áp lực của đời sống đè nặng lên con người của mình, thì chúng ta không thể nào chữa lành được bệnh trầm cảm. Vậy thì chúng ta sẽ phải khoanh vùng tất cả những thứ gì đó tạo nên áp lực cho chúng ta, như là công việc nè. Chúng ta phải giảm thời gian làm việc, chúng ta phải giảm bớt những dự án, thậm chí là chúng ta buộc phải chuyển thành làm bán thời gian. Còn nếu bệnh tình chúng ta nặng quá thì đành phải gác lại hết mọi công việc để chỉ tập trung vào việc chữa lành vết thương. Điều gì khiến cho chúng ta bị áp lực nữa? Đó là tình cảm. Nếu liên hệ tình cảm đó khỏe mạnh thì nó sẽ nâng đỡ cho chúng ta rất nhiều. Nhưng mà nếu tình cảm đó có quá nhiều vấn đề, quá nhiều sự rắc rối phức tạp, mà chính cái người trong mối liên hệ tình cảm đó đã ảnh hưởng rất tiêu cực đến đời sống của chúng ta và đến cả vết thương của chúng ta nữa, cho nên chúng ta cũng phải tạm gác lại cái mối liên hệ tình cảm đó, hoặc là xin người đó cho chúng ta giãn cách họ một thời gian để chúng ta bớt áp lực từ phía họ. Mà người đó có thể là cha mẹ mình nha, có thể là vợ chồng, có thể là con cái, có thể là những người nào đó mà nó có ảnh hưởng rất lớn đến những xáo trộn trong đời sống tâm hồn của mình. A có nghĩa là acceptance. Khi chúng ta bị trầm cảm thì chúng ta phải cố gắng tìm hiểu thông tin về trầm cảm để chúng ta có một sự chấp nhận càng sớm càng tốt. Đây là một chứng bệnh tâm lý không thể chối cãi. Có thể những người xung quanh họ chưa hiểu, chưa chấp nhận, nhưng mà chúng ta phải hiểu, phải chấp nhận bệnh tình của mình. Tại vì khi chúng ta bắt đầu có sự chấp nhận thì chúng ta không còn hoang mang, nghĩ nó là bệnh này bệnh kia, hoặc là nó không phải là bệnh. Và khi chúng ta có sự chấp nhận thì chúng ta sẽ không còn chống đối, không còn phản kháng, không còn tạo ra thêm xung lực để làm cho tình trạng trở nên tồi tệ. Và chúng ta biết rằng trầm cảm cũng giống như là bao nhiêu thứ bệnh khác, có thể chữa khỏi được. Và cái chữ chấp nhận ở đây còn có nghĩa là bạn phải học cách chấp nhận luôn sự giúp đỡ của người khác. Tại vì đa phần những người bị trầm cảm từ cấp độ 2 trở lên, một mình rất khó để
giúp mình vượt thoát, mà phải có những trợ lực cần thiết, thì chúng ta phải học cách chấp nhận sự giúp đỡ của người khác là một sự cần thiết hỗ trợ cho tiến trình trị liệu. Và chữ đi có nghĩa là discipline, là kỷ luật, đặt mình vào khuôn khổ để chữa trị. Thí dụ như là chúng ta phải có định kỳ đi gặp bác sĩ tâm lý, chúng ta phải uống thuốc đúng giờ giấc, đúng liều lượng, chúng ta phải siêng năng luyện tập thể dục mỗi ngày, phải có thời gian gắn kết sâu với thiên nhiên, phải giúp mình bước ra khỏi căn phòng để kết nối sâu với cộng đồng. Chúng ta phải có chế độ ăn uống đầy đủ dưỡng chất. Khi mà chúng ta có được cái kỷ luật bản thân thì nó sẽ tạo ra một cái sức mạnh bên trong để chúng ta đủ sức đối kháng với con chó đen trầm cảm. Tất cả mọi nỗ lực quay về giúp đỡ bản thân, từ tình thương yêu, từ sự hiểu biết và cả dũng lực của mình, thì chúng ta hoàn toàn có niềm tin sẽ chiến thắng được con quái thú trầm cảm, sẽ chữa lành những vết thương trong tâm hồn. Người xưa có nói, chỉ có người trong cảnh mới hiểu được tâm sự của người trong cảnh. Chỉ có ai trải qua bệnh trầm cảm rồi thì mới có thể hiểu hết về chứng bệnh kỳ cục này. Mà những người chưa từng trải qua trầm cảm, những người thân bên ngoài, dù có thương yêu, dù có cố gắng tìm hiểu mấy đi chăng nữa, cũng không thể nào hiểu được. Tại vì chúng ta không phải là người bị tâm thần để rồi mất trí nhớ, để rồi hoàn toàn đánh mất sự hiểu biết, không còn là chính mình nữa. Và như chúng ta đã từng nói, trầm cảm cũng như là một con chó đen ở bên trong, và nó cứ lớn lên mỗi ngày. Nếu chúng ta phát hiện trễ và không có sự quay về chăm sóc để giải quyết đúng, thì con chó đen đó nó sẽ chiếm cứ toàn bộ con người của chúng ta. Thành ra có những lúc là chúng ta thật sự, nhưng mà có lúc là con chó đen đó thật sự. Nhiều khi chính bản thân ta còn không biết là con chó đen nó có ngồi ở đây hay không. Cái ánh mắt nhìn này, cái suy nghĩ này, cái lời nói này, cái cảm nhận này là của mình hay là của con chó đen. Nhưng mà theo thời gian, chúng ta nhìn sâu vào bên trong để tìm hiểu, chúng ta đã quyết tâm quay về để chữa lành vết thương, để chiến đấu với con chó đen đó, giành thế chủ quyền, thì chúng ta bắt đầu nhận ra có sự khác biệt giữa chúng ta và con chó đen. Và thậm chí nếu chúng ta có thực tập thiền, có một cái kỹ năng đặc biệt nhìn sâu vào bên trong để phát hiện kịp thời sự thay đổi đột ngột về cảm giác, về cảm xúc, về những suy nghĩ từ tích cực chuyển sang tiêu cực, từ trạng thái vui vẻ chuyển sang buồn bã, từ yêu đời yêu người thiết tha rồi muốn buông xuôi, chúng ta phát hiện rất nhanh. Và chúng ta dựa trên nguyên tắc 4 chữ R-A-I-M-REM, cơn mưa. A có nghĩa là recognize, nhận biết có một sự thay đổi đột ngột bên trong, có một năng lượng tiêu cực đang xuất hiện, cảm thấy mình đang khó chịu, có gì đó bất thường ở bên trong, con chó đen đã đến. Đó là nhận diện. A tức là accept, chấp nhận cho con chó đen nó xuất hiện. Nó ở bên trong chúng ta rồi, không thể chối cãi. Hãy để nó đi ra, và chúng ta sẽ tìm cách chơi với nó để trở thành người chủ của nó, thay vì cứ tiếp tục đối kháng với nó. I có nghĩa là investigate, đó là chúng ta hãy nhìn sâu vào để thẩm nghiệm xem tình trạng này là như thế nào. Nó có khác với hôm qua không? Nó có khác với mấy bữa trước không? Nó muốn gì?
nó thúc giục ta như thế nào? Hình thù nó ra làm sao? Nó mạnh hay là nó yếu? Nó hiện nguyên hình hay là nó trá hình theo một dạng khác? Cái đó gọi là thẩm nghiệm. Và N có nghĩa là non-identification, không độc nhất. Chúng ta không phải là con chó. Chúng ta chỉ miễn cưỡng rồi hoan hỷ chấp nhận sự có mặt của con chó. Con chó nó là một phần ở trong ta thôi. Và ta sẽ là chủ nhân của nó. Ta là một tổng thể tuyệt vời, bao gồm sự hiểu biết, tình thương yêu và rất nhiều những giá trị khác ở bên trong chúng ta. Còn nỗi tuyệt vọng này, sự buồn chán này, sự cạn kiệt năng lượng này là một phần rất nhỏ thôi. Thành ra chúng ta không đồng nhất với nỗi tuyệt vọng, không đồng nhất với sự buồn chán, không đồng nhất với sự cạn kiệt năng lượng. Chúng ta đứng ở bên ngoài để quan sát con chó đen này. Chúng ta là chủ nhân, là kẻ quan sát. Còn con chó đen là kẻ bị quan sát, người ở ké trong căn nhà này thôi. Cho nên chúng ta mạnh mẽ lên, lấy tư cách của một người chủ nhà để đối xử với người khách lạ kia, với bạn chó đen. Chúng ta chưa đủ sức để mời vị khách ấy đi, nhưng mà chúng ta vẫn giữ phong độ, sự vững chãi và đầy tự tin của một người chủ nhà. Chúng ta cũng chơi với em chó đen và biến em chó đen thành em chó bông, em chó cưng đi, để chúng ta cũng hòa thuận với nó, nhẫn chịu nó, nhường nhịn nó đôi chút. Nhưng mà chúng ta không có ghét bỏ nó, không có đối kháng nó, không có làm cho nó nổi điên, nổi khùng lên. Dù chúng ta biết rằng ai là chủ nhà, ai là người đưa ra quyền quyết định chính. Cứ theo cách đó, theo thời gian, chúng ta sẽ làm cho em chó đen này mất dần cơ hội để lớn lên, để làm chủ căn nhà này. Và chúng ta xem việc tiếp xúc với em chó đen này là một nghệ thuật sống, để rồi chúng ta có được khả năng ngồi chơi với nỗi đau của mình, ngồi chơi với nỗi tuyệt vọng của mình, và sẽ không bao giờ tin nỗi đau, nỗi tuyệt vọng ấy là thật. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã có câu hát rằng: em hồn nhiên, rồi em sẽ bình minh. Thật là hay. Đây là một bí quyết quan trọng trong tiến trình trị liệu. Em cố gắng gác bỏ hết những vai vế trong cuộc đời lại. Em chịu khó gác lại hết những áp lực trong đời sống, để em cho em một cơ hội sống những ngày tháng vô tư nhất, trong trẻo nhất, hồn nhiên nhất, như là em mới được sinh ra trong cuộc đời này vậy. Em có thời gian để ngắm mặt trời mọc, nghe tiếng chim hót, cảm nhận làn gió đi ngang qua em. Giữ một tâm hồn thuần khiết, trong trẻo, không phán xét, không đánh giá, không phản ứng bất cứ điều gì cả. Mở lòng ra đón nhận tất cả. Em hồn nhiên tới mức như vậy thì đó chính là liều thuốc thần tiên, là thần dược để chữa lành mọi vết thương trong tâm hồn. Em sẽ bình minh, em sẽ tỉnh dậy, em sẽ vượt thoát mọi sự giới hạn và cả những vết thương sâu thẳm trong em. Hãy tin vào chính mình, tin vào sự luyện tập của bản thân, tin vào sứ mệnh mà trời đất đã trao cho em. Em đến cuộc đời này, em bị tổn thương, và sau khi chữa lành vết thương, em có thể trở thành người giúp người khác chữa lành những vết thương. Và những người ấy đang đầy dẫy khắp nơi trong cuộc đời này, đang chờ em. Hãy tiếp tục bước tiếp, và tôi sẽ bước cùng với em.
Cảm ơn đại chúng và các bạn đã lắng nghe.